Mời quý anh chị cùng nghe Hoa hậu nói chuyện. Chị sống ai thích kệ ai, chị không thích đồng tiền của chị, không bao giờ cho bắt buộc người đó, không được nói tới người đó, không được thích người đó. Còn em thích cái em idol, cái em bắt chị là phải đi theo em, chị không được nói. Ô, chị có quyền nói mẹ sao rồi? Mấy đứa trong trang chị bình luận, chị đẻ em nha, chị đẻ em được không? Hiểu không? Cũng là hoa hậu nhưng qua cách nói chuyện nghi lạ quá quý anh chị. Thì quý anh chị cũng đã biết rồi đó, thời gian trước đây cũng có một cô hoa hậu quý bà Phương Lê đã chế lời bài hát quốc ca thì cũng bị cộng đồng mạng phản ánh dữ dội. Sau đó cô hoa hậu Phương Lê này được cơ quan chức năng mời lên làm việc, cũng nhìn thấy cái sự sai trái của mình và lên cộng đồng mạng xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng qua cái thái độ và cách xin lỗi thì hầu như tất cả mọi người trên cộng đồng mạng này đều không chấp nhận, và sự nghiệp của cô hoa hậu Phương Lê này đi xuống từ đây. Thì mấy ngày gần đây trên mạng xã hội cũng nổi trội một hoa hậu thanh thí. Đây là hoa hậu danh nhân. Có sự nhận xét đánh giá sai lầm về chiếc nhẫn kim cương ngàn tỷ của chị Nguyễn Phương Hằng. Vô tình mà cô hoa hậu thanh thí này cho mọi người biết rằng cái sự thiếu hiểu biết của mình trên những nền tảng mạng xã hội. Cô này cũng đã nhận sai lầm, lên xin lỗi, nhưng cũng với cái cách thức xin lỗi và cách nói chuyện thì hầu như tất cả mọi người trên cộng đồng mạng đều không chấp nhận. Cho ta thấy rằng hoa hậu gần đây là những hoa hậu có cái lối sống và cách nói chuyện gần như giống nhau. Biết sai, biết nhận lỗi, nhưng cách xin lỗi hầu như cho có hình thức. Không biết cái mác hoa hậu, cái vương hiệu hoa hậu này ở đâu ra mà có rất là nhiều. Mình thì cũng bán quần áo nhưng chưa thấy có anh chị bạn bè nào mà bán cái vương miện hoa hậu này. Nếu có thì cũng mua một cái để dành cho được, vì bây giờ thấy hoa hậu quá dễ. Chỉ cần có cái vương miện là được hoa hậu, đúng không quý anh chị? Hoa hậu thì phải có trình độ, có nhận thức và sự hiểu biết sâu rộng. Có những cái thông điệp gửi đến cho mọi người, lan tỏa đến những gì tốt đẹp cho con người, cho xã hội, cho đất nước này. Đó mới là một hoa hậu. Còn những hoa hậu này nó có cái gì đó rất là lạ. Con người quan trọng nhất là sai, biết sửa, có lỗi, nhận lỗi. Vì chúng ta là con người, ai cũng có cái sai lầm. Nhưng cô hoa hậu này đã xin lỗi rồi mà lên cộng đồng mạng có những cái từ ngữ, cái lời lẽ xúc phạm đến những người khác. Mình vẫn biết rằng có nhiều người bình luận những tin rất khó chịu. Nhưng bạn, nhưng chị là một hoa hậu, chị phải có cách cư xử cho đúng đắn trên những nền tảng mạng xã hội này. Không may ra đường người ta nói chuyện với chồng chị, với con chị. Nói chồng chị à, sao ông này có người vợ như thế này, để trên nền tảng mạng xã hội họ nói quá trời. Hay là con của chị đi học, bạn bè cùng trang lứa trong lớp, họ nói sao mẹ bạn lên mạng xã hội như thế này thế kia, thì có xấu hổ hay không? Xấu hổ nhất là người thân của bạn, của chị. Chứ còn bây giờ chị thì đâu có biết cái chuyện xấu hổ nữa đâu. Nếu chị biết thì chị không bao giờ chị lên nền tảng mạng xã hội này chị nói những câu nói đó nữa. Khi mình đã biết sai, nhận sai rồi, giống như diễn viên Nam Thư, một người mà tôi rất khâm phục. Tuy rằng là diễn viên Nam Thư có những cái sai trái, nhưng sai rồi thì không bao giờ lên đây bào chữa hay là nói những cái vấn đề ngược lại. Sai là tự nhận sai và im lặng. Tại vì cộng đồng mạng này là thế, khi mọi chuyện im lặng thì tất cả qua đi tốt đẹp. Còn bạn cứ bạn lên đây, chị lên đây chị nói những cái vấn đề mà chị gọi là chị không sai lầm, thì coi như cái đó mới là cái sai lầm lớn nhất của chị. Vô tình mà trên cộng đồng mạng này họ lại lan truyền nhiều hơn, nhanh hơn. Không phải là sự nổi tiếng đâu chị. Chị nhầm rồi. Chị nổi tiếng trong tức thời và chị chìm rất là lâu. Chị để ý mà xem. Những người mà nổi tiếng như chị này lên nhanh lắm, lên trên mạng xã hội nhiều lắm. Nhưng khi chìm xuống thì mãi mãi không bao giờ ngóc lên được. Chị nên nhớ điều này. Đừng bao giờ tỏ ra mình là cao sang. Cho dù chị làm từ thiện 1.000 lần, không ai biết đâu. Nhưng chị sai 1 lần là rất nhiều người biết rồi. Nên chị đừng bao giờ lên đây kể lể những vấn đề đó. Chị nhiều tiền, gia đình chị hưởng, người thân chị hưởng, con chị hưởng, chồng chị hưởng. Chứ ở ngoài đời chưa chắc gì người ta được hưởng đâu. Cho nên chị nên nhớ những vấn đề đó. Chị có trình độ, chị có hiểu biết, thì chị làm những việc mà nó có ích cho xã hội, cái đó đều là tốt, mọi người ghi nhận. Nhưng đừng bao giờ dùng những lời lẽ mà xúc phạm người khác trên mạng xã hội này là không được đâu. Ăn bậy thì có thể chấp nhận, chứ nói bậy là cẩn thận, sự nghiệp của mình nó sẽ tan vỡ từ đây. Chúc chị sớm nhận ra cái lỗi lầm của mình và biết được những gì sai trái để sửa sai, may ra còn kịp.